Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Kiều Huân nào một sao chưa ngọt. Biết nấu không vậy á? Biết. Biết luôn á, kinh. Mời mọi người vào bếp với hai vợ chồng Kiều nha. Trời đất ơi là trời, mọi người ơi, mọi người coi anh hun hí không gọt trái khóm là trời. Gọt nhỏ lủng lỗ lủng khang rẻ lở u nhọt gì thấy ghê không? Thái chi. Ừ. Và thái chi. Ô lạ Thái chi. trời. Anh hàng lâu thật. Oh my god. Mọi người thấy muốn gọt trái khóm dã man không? Nhìn cái hết muốn ăn thịt chuột luôn rồi. Trời là trời, đúng là giao chính cho ác thiệt à. Như chúng ta Kiều mới hỏi biết gọt trái khóm không? Biết biết, để giao cho anh, giao cho anh. Kiều quay như qua chúng ta quay mới lại, chỉ đi 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 rửa mực rồi quay qua quay lại không gọt trái khóm vậy nè. Trời ơi, tan nát nhỏ luôn rồi. Thiệt á, nhìn cái hết muốn ăn thịt chuột luôn. Gọt trái khóm gì đó à ông nội? Dịp bố anh, dịp bồ. yêu Dịp bồ. không Ôi là trời thiệt ô á. là Về gì rồi hỏi sao Kiều xào mực được. Chắc xào đại luôn chứ sao giờ. Trời ơi, gọt trái khóm ngộ thiệt ông nội ơi. Nhìn như là bị Ibuji ghẻ vậy Ibuji thấy sao á. Đẹp á. ô Gì đẹp á hả? ừ. Ôi là trời. Tiên là bỏ dầu vô nè, bỏ tỏi, bỏ tiền, tạnh nó mọi người, bỏ hành vô, bỏ mực vô. Bỏ dưa leo vô anh, ui mọi một xíu đường nè, một xíu bột ngọt nè, với một á chứa xíu đường, xíu bột ngọt với lại một xíu bột nêm bỏ vô, hai lượng nước mắm vô. Rồi cho nó thấm đều hết trơn, mình sẽ bỏ cà vô, bỏ cà sau cùng tại vì cà nó chín, nó nhanh chín đó mọi người, bỏ cùng nó bị nát đó. Giờ xào lên. Xin chào tất cả mọi Xin chào tất người. cả mọi người. Annyeonghaseyo. Mọi người ơi, hôm nay Kiều với anh Hun vào bếp làm món mực xào chua ngọt.
ăn với lại cơm nè. Mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Masuke Bác sĩ xe không? Ăn Ok. thôi. Mất Hôm sợ cho nay mọi Mất sợ cho mọi hai vợ chồng ăn tối với món mực xào chua ngọt, xào với khóm nè, dưa leo nè, cà chua nè, với lại mực mài. Ngon không anh? Ngon. Ngon. Nay Kiều làm có món à, làm thập cẩm đủ món. Ồ tết cạnh tranh chút. Chào mừng mọi người. Xin chào. Pineapple도 있고 야채도 많고 약간 한국에서 맛볼 수 없는 한국에서 먹을 수 없는 맛. 한국 없는 맛이요? Chả nói cái món xào này là ở Hàn Quốc là không có cái vị này. Ăn với cơm ngon. Thập là cái gì mà sợ.색깔은 하와이 가면 먹을 수 있는 맛인데. 하와이. 하와이. 아. 지금 고추 먹을 것 같아. Anh làm gì? Bỏ ớt vô vậy hả? Tối đi làm về mọi người xong cái về khuya quá, nào là món món thịt, món cá rồi món rau xào nữa, kịp xào thập cẩm gì luôn ăn cho nó đủ chất. Như kỳ tá rồi mạnh tôi rồi hai miếng ô chiên oi giặt che tá rồi hai miếng xì canh mạnh như cả cái nhân bọc bùm mỹ theo một cục thịnh sang cho. Ủa lại taro hả? À,원래 요리 따로 해? 볶음은 김치만이야. 만약에 우리 바빠니까 따로 음식 요리 고기 아니면 어징어 따로 아니면 약게 따로 너무 시간 너무 필요하니까 이렇게 볶음 한번 먹고 영양제 부족해. 아 영양제 충분해. 맛도 ngọt ngon ghê luôn á. 이거 어징어 싱싱니까 맛있어. 오징어 진짜 맛있어. 그치? 갑오징어. 그냥 오징어 아니야. 갑오징어. 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 맛마이 먹어. 안 먹어. 맛있다. 맛있어. 오빠 요리해서. 오빠. Sao đâm tôi đi Uri chua trên chua mua sinh hả đó Bà? Uri xế đồ ống xích chua này cả Người sao làm gì đó Hình chua chua, bát chua À sao rồi không? Ngon quá Mát chà Ok, ngon trên trời xinh xinh ha Mát chà 맛있다, 오징어. 여기도 파인애플 넣으니까 새콤달콤해. Ở Hàn Quốc á, lúc trước đâu có khóm nè mọi người. Chỉ khi pineapple, khóm là thơm á. Ở miền Nam thì kêu bằng khóm, ở miền Bắc thì kêu bằng thơm, nhưng mà đa số là kêu bằng trái thơm. Ở Hàn Quốc ngày trước trước đâu có trái thơm, đâu có trồng trái khóm này đâu mọi người. Ở Hàn Quốc bây giờ chưa kỳ cứ thấy nè phưa ạ giờ trên nè ảnh khiến nó gọi trộn không có ăn có gì tôi lên ca suy Opa
Hawaii Pineapple. Lúc trước ở Hàn Quốc á mọi người là không có trồng thấy nạp phương, không có trồng trái thơ khóm này. Xong cái anh Hun á, ông thấy trái khóm là ông chỉ nói là ở ở Hawaii mới có thôi, ở Hawaii nước Mỹ mới có thôi. Mỗi lần người ta muốn gì hay lỡ lễ hội trái cây rồi là hay chưng trái khóm lên đó mọi người. Đâu có biết ở Việt Nam của mình là khóm đầy rẫy thiên hạ đâu. Bên Việt Nam phải đẹp mình mà anh á. Mà nó그래서 요리도 파인애플 요리도 있구나. Lúc trước á cãi nhau với bạn bè gì vụ trái khôm với trái thơm này nè, trái thơm trái khóm này nè, người thì nói là trái khóm thì nó ngọt, trái thơm thì nó trái chua, trái thơm thì nó to, còn trái khóm thì nó nhỏ vậy á. Mà không biết sao nữa mà kêu nghĩ là hình như là một trái rồi đúng không mọi người, tại mỗi vùng miền người ta kêu gọi khác nhau thôi, với lại người ta trồng trái bự thì là nó trái bự thôi chứ đâu phải là trái bự là trái thơm, trái nhỏ là trái khóm đâu đúng không mọi người. Cãi nhau hồi lúc lúc trước là Kiều với bạn cãi nhau vụ này quá trời. Khôm khôm thơm thơm. Khôm khôm thơm thơm. Không không tâm tâm. Ngon. Pineapple, Vietnamese, idum tuke, thơm, khóm, nem xe, thơm, thơm, nem xe, thơm, khóm, salam tiri sau hè, ý cái thơm nhà, ý cái khóm nhà, quả lê thơm, ý cái khứng cò, khóm, khóm nương, chá nương cò, ý cái thơm nương, thơ nem xe chua, khóm nương thơ sơ, sau hè sao? 싸워서. 네, 어떻게 맞아 몰라. 진주 생각 혹시 똑같아요. 그 동네 다라 그러니까 저기 그 이름 몰라 다라니까 달라서. 동네마다 이름 달라서. 북쪽에 저 톰, 남쪽에 컴라고. 아, 남쪽 북쪽 달라서. 응응 한 개만 유리 한 개만 하면 괜찮아? 괜찮아 다 먹어 한 개만 먹어서 뭐다 먹으면 되지. 자 데우니 자 갑, 자 ớt, 자 bỏ vô 얘 고추 넣어야 맛있잖아. có trời xem mà sợ. Cắn với ớt gì mới đã nè. Có chú ý thêm một con nè mà. Có cái bông béo. Nó sẽ trắng go. Trắng go, trắng go một cái gì. Ngon ha. Ngon. Ngon ha. Ngon không? Ngon. Cái này món này là món gì? Mực xào chua ngọt. Mực xào chua ngọt. Kinh. Mọi người ghê chưa? Ảnh nói mực xào chua ngọt luôn á. Kiều nói con lần nhớ dai ghê. Món này món gì? Món này món gì? Mực xào chua ngọt. Chưa bao giờ á. Em ơi, ăn bánh tráng nhé, à nhé. Không phải là em ơi ăn bánh tráng nữa hả? Tối ngày nhịn món gì cũng em ơi ăn bánh tráng. Mà sao? Ừ. Ừ. Hàn Quốc mất ảnh rồi. Sắp bị bật
비빔국밥 다 먹었어. lâu lâu ăn mực xào chua ngọt ngon nha. Ban ngày á thì ở công ty thì ăn món Hàn, còn về nhà thì ăn món Việt, trời sướng. Nát chưa? Huế xài xô, Hàn Quốc ẩm thực, ba mẹ chỉ về hòa xô, bên Việt Nam ẩm thực một quả. Ở đây, thành thành chưa? Dạ, trên chú kia ta đều cứ chí cô ở bao nhiêu quê rồi. Ừ, chưa chứ. Cứ lấy mấy chiếc ớt, lấy mấy chiếc ớt quả. Ừ. Chấm con cho là chị. Người ta đợi chấm mà cứ lấy chiếc ớt bỏ vô hoài. Ngon. Mực mềm ngon. Ây gần, ôi chứ ngon. Mà lâm mà trời. Ừ. 약간 다이어트 음식 같아. 다이어트 음식이야? 응. Chả nói là giống cái món giảm cân, món để ăn giảm cân đó mọi người. 야채 많으니까. 야채 다 야채. 응. 몸매 좋아. 응. No quá mọi người ơi. Hai đứa sạch hết hai chén cơm luôn. Chắc Kiều phải dừng cái video của Kiều ở đây thôi, chứ tại vì còn gì nữa đâu mà ăn. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của hai vợ chồng Kiều nha. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye. Bye bye.